Làm nhân viên hòa giải đương nhiên là phải chuyên nghiệp rồi, nhưng người được hòa giải cũng phải gạt bỏ thành kiến mới được. Làm ra dễ quan tâm cô lắm. Dùng nhân tố khách quan hỗ trợ phương án giải quyết. Sau đó khi cô tin anh ta là một người tốt thì sẽ phá hư chuyện của cô. Chỉ cần tìm được nhu cầu thật sự sau lưng của hai bên, như vậy mới giúp được sự việc, giúp được họ. Tôi có cách làm cho ông ta nói chuyện với mọi người. Tôi đã cố tình phá camera, không cho cô tìm được chứng cứ. Tôi chỉ giúp bọn họ mà thôi. Hay là lần này tôi và luật sư Âu Dương liên kết hợp tác? Hợp tác gì vậy? Gia đình của cổ cũng lạ thiệt nha. Chị hai thì bệnh quái lạ, chị họ thì bệnh bà chằn, còn đứa em thì bị bệnh thận. Chỉnh gì vậy? Hấp dẫn lắm đó. Đồ dâm tặc. Ít nhất 43. 14. Đâu có ngắn vậy. Tôi thấy con người thì chết đi. Quan gia dễ hòa giải, không dễ kết. Sao lại vậy? Dù sao tôi cũng là một người đẹp. Vậy sao? Nếu tiếp tục nhìn bản thân tôi cũng sai. Cảm ơn chị. Cảm ơn anh, bao năm qua vẫn còn nhớ em, quan tâm em. Nhưng hôn nhân không phải vì tiền, phải có tình yêu thật sự mới được. Em tưởng đâu em đã học được cách làm một bạn gái xứng đáng, ai ngờ không thành công đã đành, còn chọc tức anh nữa. Muốn tìm được tình yêu, trước tiên phải tìm được một người đàn ông làm cho nhịp tim của mình đập nhanh. Anh không cầm lòng được, anh muốn gặp em, trò chuyện với em. Anh muốn hẹn em đi ăn cơm. Dĩ Hòa Dĩ Quý phát sóng lúc 18 giờ từ ngày 3 tháng 1 trên SCTV 9.